top 10 kinh điển. Xin chào các bạn. Hollywood có lẽ là nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ. Sau nhiều năm kể từ ngày mới bước chân vào giới điện ảnh, nhưng diễn viên nhí những ngày đầu khi vào nghề ngây thơ và dễ thương ngày nào, bây giờ đã có cuộc sống riêng của mình, còn một số thì tiếp tục sự nghiệp diễn xuất và ngày càng thành công hơn với sự nghiệp riêng của mình. Dưới đây, Army đã tổng hợp 10 nữ diễn viên nhí lớn nhanh như thổi của Hollywood. Xếp ở vị trí thứ nhất, Emma Watson. Cô cầu thủ nhỏ của loạt phim Harry Potter ngày ấy bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp trong lòng mọi người. Emma Watson tên đầy đủ là Emma Chalester Doret Watson. Năm 2017, bộ phim điện ảnh nhạc kịch Kỳ ảo lãng mạn, Người đẹp và quái vật của Mỹ được đạo diễn bởi Bill Condon, với phần kịch bản phim do Sam Spocky và Evan Spilito Paulus thực hiện đã giúp cho Emma bỏ túi nhiều giải thưởng tên tuổi. Có thể thấy con đường sự nghiệp của Emma bắt đầu phát triển mạnh. Hai, Hannah Dakota Fanning. Hannah Dakota Fanning sinh ngày 23 tháng 2 năm 1994, từng có vai diễn đột phá trong bộ phim I Am Sam năm 2001. Cô đã giành nhiều giải thưởng điện ảnh và hiện tại đang giữ vị trí diễn viên nhỏ tuổi nhất từng được đề cử cho giải thưởng Screen Actor Guild. Dakota Fanning nhận vai ma cà rồng nhỏ tuổi Jane trong phần 2 của bộ phim ăn khách Trạng vạn mang tên Trăng non. Nhân vật của Dakota có khả năng làm cho người khác đau đớn ngay cả khi không chạm vào người đó. Trăng non ra mắt vào ngày 20 tháng 10 và Dakota Fanning cũng xuất hiện trên tạp chí Teen Vogue tháng 12 năm 2009 để quảng cáo. Dakota Fanning tiết lộ nhờ đóng phim Trăng non, cô đã trở nên thân thiết với Kristen Stewart, người thủ vai chính trong Bella Swan. Trong phim, Dakota Fanning có nói, cô nhận lời tham gia Trăng non không cần đắn đo suy nghĩ bởi bản thân cô là fan của phim Trạng vạn. Mới đây, quyền lực nhí của Hollywood này đã xuất hiện vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ trong chương trình nổi tiếng The Late Show của truyền hình Mỹ để trả lời phỏng vấn trực tiếp về cuộc đời và sự nghiệp của cô. 3. Maisie Williams. Cô gái 18 tuổi có gương mặt đặc trưng là người thủ vai trong Arya Stark trong series ăn khách Game of Thrones của đài HBO. Đó là nền móng vững chắc để Maisie Williams có thể tiến những bước dài hơn trong sự nghiệp. Sắp tới đây, cô là khách mời của Doctor Who mùa 9, cũng như đóng cùng Jessica Biel và Jason Scandit trong The Devil and the Deep Blue Sea. Các đạo diễn từng cộng tác với cô cho rằng nữ diễn viên là người rất tinh tế trong diễn xuất, cách tiếp cận kịch bản cũng như giao tiếp với các bạn diễn. 4. Cho Garcia Moses. Cho Garcia Moses là một diễn viên người Mỹ được biết với vai diễn trong Hit Girl trong bộ phim về siêu anh hùng Kick-Ass sản xuất năm 2010. Cô nàng này còn thành công với nhiều vai diễn khác nhau của nền điện ảnh Mỹ, đã giúp cho tên tuổi của cô được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn để ý đến. 5. Elle Fanning. Elle Fanning là một diễn viên trẻ tuổi người Mỹ, nổi tiếng qua loạt phim điện ảnh nổi tiếng Mỹ như Male Fashion 2014, Ba Thế Hệ 2015, Somewhere 2010 và gần đây nhất là bộ phim The Neon Demon 2016. Sự nghiệp hiện tại của Elle có lẽ quá thành công và hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ trong thời gian tới. 6. Lizzie Green. Nữ diễn viên truyền hình Lizzie Green sinh ngày 1 tháng 5 2003 tại bang Texas. Lizzie Green xếp hạng nổi tiếng thứ 1936 trên thế giới và thứ 79 trong danh sách nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng, trong khi tổng dân số Hoa Kỳ vào khoảng 300 triệu người. Cô thường xuất hiện trên các chương trình Nickelodeon. Cô đã theo học trường sân khấu và điện ảnh Full House ở Plano, Texas. 7. Ron Cameron. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ 19 tuổi đang có bước khởi đầu rất tốt trong sự nghiệp với hàng loạt các tác phẩm chú ý như phim điện ảnh Bradley Lehan và phim truyền hình Descendants trên kênh Disney Channel. Trong lĩnh vực âm nhạc, Do Cameron thêm cùng sáng tác và biểu diễn với người bạn trai Ryan Michael Katham. 8. Taisa Famiga. Cách đây 4 năm, cô em út nhà Famiga ghi dấu ấn qua vai diễn Violet Hammon trong series kinh dị American Horror Story. Tới giờ, cô gái 21 tuổi này
là một trong những ngôi sao bận rộn nhất tại Hollywood. Người hâm mộ chuẩn bị được gặp lại Tessa Farmiga trong series chính kịch Wicker City trên kênh ABC và phim điện ảnh Inner Valley of Violence. Thần tượng của cô chính là chị gái của mình, Vega Farmiga cùng với Natalia Portman. 9. Aubrey Plaza, ngôi sao của loạt phim Next Vibe, ban đầu muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng Aubrey Plaza còn bén duyên với cả diễn xuất. Những ai sắm vai nhạc công trong Next Vibe đều đi chơi nhạc ở ngoài đời thật cả rồi. Cô tiết lộ, mùa hè năm nay, nữ diễn viên 21 tuổi cùng các đồng nghiệp thậm chí còn tổ chức lưu diễn và hy vọng có thể phát hành một album trong năm sau. Vai diễn tiếp theo của Aubrey Plaza, Jim and the Hologram. 10. Brett Basinger. Nữ diễn viên 16 tuổi đến từ bang Texas là người sắm vai Bella trong series ăn khách Bella and the Bulldog trên kênh Nickelodeon. Hiện đoàn phim chuẩn bị bấm máy vào mùa thứ 2, còn Basinger đang tham gia bộ phim điện ảnh truyền hình Ria Ria Vampire cũng của Nickelodeon. Cô rất hạnh phúc khi được sắm vai nhân vật nữ mạnh mẽ trong series đề cao phái đẹp như Bella and the Bulldog. Cô chia sẻ, cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ thấy hay hãy like, comment và share. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.